Đây. Sốt cháo bát bát đấy, như này nhá, như là đậu kê. Rồi các bạn tải về một cái launcher, Epic Launcher này. Đây là quảng cáo. Đợi tải xong thì các bạn đây cài đặt này, cho phép luôn, trở lại các bạn cài đặt. Rồi cho ấn mở đấy, các bạn ấn mở, các bạn có thể vào trong rồi, vào đầu bên trong thì các bạn vào cài đặt, mục đích là cài cái launcher này để có thể vào được ứng dụng cài đặt. Còn này còn nút đi mình nút 5 bây giờ thì các bạn vào mặt này, các bạn vào khóa màn hình, màn hình khóa vào mật khẩu, các bạn thiết lập màn hình khóa này, pin đi. Ok. Được đấy. Chúng ta đã thiết lập được khóa màn hình là mật khẩu này. Thì chúng ta tiến hành reboot lại, khởi động lại máy. Đây. Sau khi khởi động lại máy thì nó sẽ lên như này. Và các bạn nhập mật khẩu nhá, nhập mật khẩu mình thiết lập ấy, 1 2 3 4 này. Đó. Nó sẽ ra tiếp tục cái phần thiết lập. Các bạn nhấn thiết lập như mới. Ok, đến cái bước này thì các bạn có thể đấy, nó sẽ không bắt sử dụng tài khoản Google nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng cái mật khẩu mà pin màn hình khóa vừa ấy nhập ấy là bypass rồi, thấy chưa, vừa qua. Thì bước này là ok rồi. Quá đơn giản, Android quá đơn giản. Đây. Như vậy là mình đã unbridge, unlock border, rồi là bypass tài khoản Google cho con Redmi Note 5 này. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu hay thì các bạn hãy like và chia sẻ video của mình nhé.
Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show.